Mời các bạn xem, đây là trái sầu riêng hạt, loại sầu riêng được trồng nhiều ở vùng Đắk Lắk. Nó là giống sầu riêng được ươm lên từ hạt và người ta trồng thành cây, cho nên chất lượng của nó không ổn định. Có những trái thì chất lượng rất ngon nhưng mà hạt vẫn to, thì nó không phải là cái loại sầu riêng hạt lép và nổi tiếng như là sầu riêng Thái Mông Thon hay là sầu riêng Vi Sáu. Và những cái loại sầu riêng này thì nhiều khi người ta không biết nó tên gì nữa. Các bạn xem tôi tách cái sợi này ra, dùng gì cả, chỉ cần dùng tay là tách nó ra được. Này các bạn xem nhé, đây, và nó bị lép một bên rồi các bạn. Bên này thì rất là ngon, bên này thì bị lép rồi, nhưng mà cái phần lép này nó không có hạt, ăn rất ngon nha. Tôi ăn thử nó thật là đậm đà. Rồi ta tiếp tục. Tắt tiếp ra như cái phần này. Phần này thì có nhiều muối hơn. Phần này có 3 muối nè. 1 nè. Đây là 2 và đây là 3. Rồi bây giờ tôi sẽ ăn thử một muối xem hạt nó lép như thế nào nha. Nó là loại sầu riêng hạt cho nên có thể là nó không lép đâu. Hạt rất to. Nhưng mà chất lượng rất ngon nha. Theo như đánh giá của tôi nó còn đậm đà hơn cả sầu riêng Thái nữa. Cực kỳ thơm luôn. Nhưng mà cái hạt thì thôi rồi. To, cực kỳ to. Rồi, như vậy các bạn vừa xem xong trái sầu riêng hạt, loại sầu riêng trồng nhiều ở Tây Nguyên, nhất là vùng Đắk Lắk. Mà trái này mặc dù chất lượng cực kỳ thơm ngon nhưng mà hạt thì không lép. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau. Hạt to khổng lồ. Và đây là trái sầu riêng sau khi ăn xong. Các bạn thấy có 8 cái hạt và chỉ có mỗi một cái hạt lép thôi. Còn lại đều là hạt to. Mặc dù chất lượng thì ngon nhưng mà hạt thì to và không được ưa chuộng. Giá bán khá rẻ. Ở thành phố Hồ Chí Minh mà hôm nay tôi mua chỉ có 35 ngàn một ký. Và một trái này thì tôi ăn hết dễ dàng.